Rồi. Máy chạy nghe. Sẵn sàng. Bắn. Đấy, cái này hay này. Không trượt như nào. Từ về chúng nó à, em kệ nó một lúc nữa anh Dũng. Đây bây giờ bởi vì chúng con xếp đồ phải lửa tiếng. Về xếp đồ về kia đi. Bắn từ kia đi. Bắn từ đây hay là bắn ở qua bắn ở đây mà xếp được một tiếng. Xếp mục tiêu đây là vấn đề. Rồi ok. Nhưng mà 50 mét là xa được trước đấy. Đây là 70 mét rồi đấy ông ạ. Chúng ta về về đi, về về.